Thì em cũng lo, em thấy nó còn có mình nó ở lại, thấy nó ăn cơm ở dưới một mình thấy tủi quá. Nó ngồi nó bới chén cơm nó ngồi mình ăn, nó ăn mình nó mẹ con ở chung nhà mà thấy nó ăn riêng như vậy thấy tủi quá hả. Có nói với ổng là cho nó ăn chung nhưng mà ổng cũng nói ừ ừ vậy thôi, chứ ổng mặt lớn mặt nhỏ rồi thôi Chị nó thôi. ơi, là con gái của chị phải ngồi chỗ khác để ăn hả chị? Thì hồi năm trước đó, em nói về mấy tháng là ổng trở mặt đó, thì em nuôi hết ba đứa đó. Trời Em ơi, đợt đó có nghiệp chứ em đi lấy có được, hận người đàn ông này không chị? nói chung hận em hận nhiều lắm, hận cả năm mấy này lắm, nhưng mà cũng sống cũng nghĩ gì con á, mới gắng sống tới bây giờ, lúc nào cũng hy vọng cho ổng thay đổi hết, nhưng mà càng ngày càng nhiều hơn chứ không thay đổi được gì hết. Có nghĩa là chị cố gắng sửa ảnh lại nhưng mà càng ngày lại càng đi xa hơn đó chị nha. Lúc đầu em còn nói to nói nhỏ với ổng mà À, ghét 300 triệu đó đối với mẹ con em thì rất lớn luôn đó, cả đời này không biết có làm được nữa không đó. Nhưng mà giờ mình thề từ từ cũng hết rồi, con mình trả là mất luôn rồi, để giờ em không đâu trả đâu. Ở bển mỗi lần điện qua là nói là kêu đem con này về trả hoặc là đem bỏ tiền ra chuộc này kia rồi à. Còn mấy ông chửi thậm tệ dữ lắm. Là đòi ra giá chuộc bé nhỏ lại. Dạ. Là lúc đó là bên nhà chồng chị ra giá bao nhiêu chị? Hồi năm trước đi thì nói bỏ 300 triệu chuộc nó, rồi năm nay thì kêu trả nó lại đi, rồi trả số tiền lại, số tiền còn lại em bỏ đó. Số tiền còn lại là còn 100 mấy đấy ha. Dạ. Ổng không thối lại hết á, đi làm về bển mua đất mua đồ ổng thối lại hết, Trả lại hết luôn. ổng kêu đem nhỏ này về đem thối lại hết. Nhưng Là yêu mà cầu là đem trả đứa con gái cho ổng thôi. dạ, nhưng mà con em đẻ ra nó còn nhỏ quá, em không có đành bỏ nó. Trời ơi, như vậy là chị cũng thương bé nhỏ này nhất luôn hả gì chị? Con đứa nào mình cũng sanh ra mà giờ nuôi đứa này bỏ đứa kia đâu đành, chẳng thà tiền nó mình làm từ từ kiếm, còn con thì giao lại rồi mất luôn rồi. Nhưng mà theo như em nghĩ á, nếu mà một người phụ nữ á, mà mình đang kẹt là ba người con lớn nè, rồi thêm cái cuộc sống nó khổ cực khó khăn không có nơi ở á chị. Nếu mà một người phụ nữ yếu đuối thì có thể là họ sẽ ngã liền. Nghe tới 300 triệu là họ sẽ đồng ý liền. Không, là được rồi, nghe 300 triệu có nhiều người kêu trả con bé này lắm, nhưng mà em nói nhất định không. Nói 300 triệu đó đối với mẹ con em thì rất lớn luôn đó, cả đời này không biết có làm được nữa không đó. Nhưng mà giờ mình thề từ từ cũng hết rồi, con mình trả là mất luôn rồi, để giờ em không đâu trả đâu. Với em nghĩ nếu mà chị đưa về đó là sợ nửa lớn là coi chừng họ dạy bé Dạ, là bỏ nửa chi lớn là cấm vậy ghét nè. chị luôn á. Thế nào cũng dạy rồi, dạy rồi tại bỏ nó còn nhỏ này kia nọ rồi nó hận đó, nó đâu nhìn nữa đâu. Cho nên chị sợ điều đó Em ha. tệ nó, dạ. Ban đầu thì nói trả lại rồi muốn thăm giờ nào thì thăm, nhưng mà em biết cái tánh ở gia đình bển sao mà dễ gì cho thăm. Dạ, Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì bữa nay Thanh Trúc có quay lại chỗ mà hoàn cảnh năm mẹ con mà đi bộ 200 cây đó cả nhà. Thì bữa nay mấy anh em cũng có nhận một cái phần duyên. Đầu tiên là lại thăm gia đình, và thứ hai thì cũng trao cái phần duyên của cô chú bên của bạn Ngôn. À, từ hôm bữa mà mình lên một cái clip cùng với trò chuyện cùng với chồng chị đó, thì sau đó là người chồng hoặc là bên gia đình chồng á, có ai làm khó làm dễ gì chị không? Dạ không, tại vì chặn hết rồi không còn liên hệ được nữa. Chị chặn số điện thoại hả? Dạ. Chàng ơi chàng, rồi họ không lấy số điện thoại khác điện chị sao? Có lấy số điện thoại khác nhưng mà thấy số lạ là không bắt máy. Thấy số lạ thì chị không dám bắt máy. Thói quen thì lưu, còn số lạ thì không có lưu, mà biết số lạ là không có bắt máy nữa. Sao chị không thử bắt máy xem thử coi họ nói Tại gì? vì mỗi lần ở bển điện qua là chỉ có chửi với nói trên đầu cũng cổ không, mình nghe nó nhức đầu đó. Chửi với nói trên đầu trên cổ là sao, chị có thể kể cho em cùng với vị khán giả được biết không chị? Chứ ở bển mỗi lần điện qua là nói là kêu đem con này về trả hoặc là đem bỏ tiền ra chuộc này kia rồi à. Còn mấy ông chửi thậm tệ dữ lắm. Là đòi ra giá chuộc bé nhỏ lại. Dạ. Là lúc đó là bên nhà chồng chị ra giá bao nhiêu chị? Hồi năm trước đi thì nói bỏ 300 triệu chuộc nó, rồi năm nay thì kêu trả nó lại đi, rồi trả số tiền lại, số tiền còn lại em bỏ đó. Số tiền còn lại hôm bữa là mấy chị em mình tính là còn 100 mấy đấy ha. Dạ. Ổng không thối lại hết á, đi làm về bển mua đất mua đồ ổng thối lại hết, Trả lại hết luôn. ổng kêu đem nhỏ này về đem thối lại hết.
nhưng mà yêu cầu là đem trả đứa con gái cho ổng thôi. Dạ. Nhưng mà con em để nó còn nhỏ quá, em không có đành bỏ nó, chẳng thà mất tiền. Giờ chị cũng thương bé nhỏ này nhất luôn hả gì chị? Con đứa nào mình cũng sanh ra mà giờ nuôi đứa này bỏ đứa kia đâu đành. Dạ. Chẳng thà tiền nó mình làm từ từ kiếm, còn con thì giao lại rồi mất luôn rồi. Nhưng mà theo như em nghĩ á, nếu mà một người phụ nữ á mà mình đang kẹt là ba người con lớn nè. Dạ. Rồi thêm cái cuộc sống nó khổ cực khó khăn, không có nơi ở á chị. Dạ. Nếu mà một người phụ nữ yếu đuối thì có thể là họ sẽ ngã liền. Nghe tới 300 triệu là họ sẽ đồng ý liền. Không, rồi nghe 300 triệu có nhiều người kêu trả con bé này lắm, nhưng mà em nói nhất định không. Tại vì em nói chưa đòi xuống. Trong nói 300 triệu đó đối với mẹ con em thì rất lớn luôn đó. Cả đời này không biết có làm được nữa không đó. Nhưng mà giờ mình thề từ từ cũng hết này, rồi con mình trả là mất luôn rồi. Để giờ em không đâu trả đâu. Với em nghĩ nếu mà chị đưa về đó là sợ nửa lớn là coi chừng họ dạy bé. Dạ. Là nửa lớn là ghét chị luôn á. Thế nào cũng dạy rồi. Dạy rồi tại bỏ nó còn nhỏ này kia nọ rồi nó hận đó, nó đâu nhìn nữa đâu. Cho nên chị sợ điều đó ha. Nó. Dạ. Ban đầu thì nói trả lại rồi muốn thăm giờ nào thì thăm, nhưng mà em biết cái tánh ở gia đình bỏ làm sao mà dễ gì cho thăm. Dạ. Dạ chị như vậy là kêu á trả bé lại á. Dạ. Trả những cái số tiền của chị đã còn bên ảnh hả? Dạ. Hiện tại thì chị cũng rất là cần cái số tiền đó, nhưng mà rất cần con cũng còn con bé đây. Dạ. Tiền đó thì em cũng cần dữ lắm luôn nha, nhưng mà nó không bằng con em đâu. Chẳng thà em nuôi nó tới lớn thì nó muốn về em chỉ được cho nó về, chứ giờ kia trả nó về em không trả được đâu. Có nghĩa là chị sẵn sàng mất cái số tiền 100 mấy triệu đó. Dạ. Nhưng mà không có được người con gái của mình. Dạ. Chàng ơi, tội nghiệp một người mẹ thứ gì khán giả. Như chị đây là thà không nhận cái số tiền đó, chứ con thì lúc nào cũng đây. Nhưng chị cho em hỏi thăm nè, chị có biết rằng nếu mà những người con của mình á, những người con của mình á mà đi theo mình trong cái lúc mà trắng tay như vậy á chị, thì sẽ cực khổ không? Chị có nghĩ đến điều đó không? Cái điều cực khổ em không có sợ. Mình có thể nếu như mà nó thiếu ăn thiếu hụt thì mình có thể mình nhường cho con mình ăn. Nhưng mà trong khi đó là chị hoàn toàn không có tiền để mà mua sữa nè, hoặc là lo lắng cho con mình được ăn học á chị. Chị có ngại điều đó không? Dạ em cũng ngại lắm chứ, nhưng mà chẳng lẽ giờ trên đời không lẽ không ai đồng cảm với em để cho được chút đỉnh tiền để em cứu con em qua cái khó lúc này. Dạ, có nghĩa là chị còn tin vào ông trời nữa ha. Dạ. Thường em nghĩ trong lòng em nói chừng nào trời hại mới chết chứ người hại không có chết đâu. Dạ. Chị cho em hỏi thăm á, thì với cái cuộc sống hiện tại bây giờ của mấy mẹ con nè, thì nói chung là đất thì mình đã có nhưng mà chưa có nhà á. Rồi chị có gầu lo hoặc là có ước mơ gì không chị? Có gầu chứ, ngày nào cũng gầu hết. Ngày nào cũng gầu hết hả chị? Chị có thể chia sẻ cho em cùng với quý vị khán giả được biết về cái nỗi lo của chị không? Em chỉ mong lớn nhất để sao có người nhà che nắng che mưa mới nhỏ ở được. Chứ con mình đông ở chung ở chợ ở đậu người ta hoài đâu có được đâu. Dạ. Có nghĩa là bữa giờ mình ở nhà nhờ nhà của anh đó, cho nên là vợ chồng anh đó mình cũng ngại hay chị ha? Tại người ta không nói nhưng mà mình cũng hiểu cái hoàn cảnh mình còn đông như thế nào. Đúng rồi, với những đứa bé thì thế nào cũng sẽ có năng động á. Tới lui rồi giống như chị sợ điều đó nha. Em cần về nhà cao sang hết, miễn sao đủ che được nắng che mưa được rồi. Đủ che nắng che mưa là chị chấp nhận rồi ha. Dạ. Chàng ơi, nói thiệt với chị á, thật sự là mấy anh em cùng với quý vị khán giả cũng rất là thương và xót cho hoàn cảnh của mấy mẹ con. Tuy nhiên mỗi người đó chị thì sẽ có mỗi một cái phước phần khác nhau, cho nên mình chỉ chờ mong vào
ý trời hả chị ha. Ừ, em cũng nguyện cầu mong sao á, cho ước mơ của chị á sớm được thành hiện thực á, để cho chị có một cái giấc ngủ ngon và chị yên tâm hơn về những người con của mình. Chị cho em hỏi thăm á, thì chị đã mất tất cả vì một người đàn ông như vậy á, bây giờ chị nghĩ lại như thế nào chị? Chị cảm thấy như thế nào chị? Thấy buồn dữ lắm. Tại mình tin làm người. Nhưng mà giờ phải chịu thôi, giờ trách ai giờ. Tại mình ngu quá mà. Ừ. Nhưng mà chị có hận người đàn ông này không chị? Nói chung hận, em hận nhiều lắm, hận cả năm mấy này lắm. Nhưng mà cũng sống, cũng nghĩ gì con á, mới gắng sống tới bây giờ. Lúc nào cũng hy vọng chẳng thay đổi hết. Ừ. Nhưng mà càng ngày càng nhiều hơn chứ không thay đổi được gì hết. Có nghĩa là chị cố gắng sửa ảnh lại, nhưng mà càng ngày lại càng đi xa hơn hả chị? Lúc đầu em còn nói to nói nhỏ với ổng, rồi ghét, rồi bây giờ hết nói luôn. Ngày vợ chồng ở chung nhà mà nói chưa được 5 câu nói. Hai vợ chồng ở chung nhà mà nói chưa được 5 câu nói? Nói là chỉ sáng ngày là hỏi nay anh ăn cái gì, hoặc là nấu cơm xong hỏi anh ăn cơm chưa, dọn cơm rồi thay thôi. Chàng ơi. Còn ngoài ra ổng muốn làm gì làm, không ai muốn quan tâm nữa. Tại vì cái lời nói của mình không, người ta không coi ra gì cho mình nói làm cái gì. Ừ. Như hôm bữa em có thấy anh tính toán chi li quá đó chị. Như vậy là ngay từ những ngày đầu chị về là đã tính như vậy chứ chị? Về được đâu mấy tháng đó. Hồi đó về thì tiền em đem về thì để em tủ đó, vợ chồng muốn xài thì lấy xài. Ừ. Hồi đó thằng Út của em đó, nó đang uống sữa. Em cho nó uống sữa tươi, đang uống sữa đó mà ông cắt ngang cái mọc. Chàng ơi. Em nói giờ có cắt gì cũng cắt từ từ, nên em cắt ngang cái mọc, bằng đêm nhỏ khóc đánh nhỏ tưởng là chết. Là giống như là con Út của chị là bé nhỏ nhất đó ha. Dạ. Cái người mà kỵ với ổng đó ha. Ổng nói kỵ, thằng đó kỵ với ổng chứ em thấy ba đứa nào cũng kỵ chân, đứa nào cũng kiếm chuyện chứ. Ừ. Là ổng dùng tay dùng chân để mà không cho cháu nó uống sữa nữa. Bữa đó đi vô mồng ngủ nó đòi uống sữa, thường thường vô mồng ngủ thì nó đòi cho nó bịch sữa nó mới ngủ. Ừ. Nó vô nó đòi uống sữa, ổng cho ổng quýnh, ổng tại vì em nằm giữa, nó nằm mấy trong, ổng nằm ở ngoài đó, ổng giới qua, ổng quýnh ngay cho bùng đáy nó, em tưởng đó, em tưởng nó chết không. Chàng ơi chàng. Nhưng mà em cái nào bỏ qua được em bỏ, em gán kìm, gán chịu đựng, có ổng có thay đổi được gì không. Nhưng mà ổng thay đổi mà ổng làm càng nhiều hơn không. Mà mới về chỉ có 1 tháng 2 tháng là bắt đầu thay đổi liền hả chị? Dạ, ổng quay 180 trời, em trả không kịp luôn. Nếu như mà còn nhà bên đây là em về lâu rồi, không ở tới bây giờ đó. Ừ. Chị cho em hỏi nè, cái lúc mà chị vừa về ở với ảnh đó, thì nó có chuyện gì mâu thuẫn xảy ra mà để anh đến cái mà khó với con chị không? Cũng bình thường, có gì đâu. Rồi lúc mới về thì ổng cũng nói chuyện mấy nhỏ đàng hoàng đó. Mà tự nhiên rồi ổng thay đổi. Ổng đánh tại mẹ ổng chói chứ ổng đánh mấy nhỏ, bà lúc hồi mới về bà cũng thương mấy nhỏ lắm nha. Mỗi lần đánh bà chạy qua bà bên hoài hà. Chạy qua bà càng, bà sợ đánh mấy nhỏ chết, bà chạy qua bà càng. Còn em thì ôm mấy nhỏ khóc. Chàng ơi. Bà còn kêu là thôi đi con ơi, gán đi con, gán chịu đựng đi. Cái tánh nó nóng vậy chứ không sao đâu. Nhưng mà lần nào cũng vậy chứ. Bà chạy qua bà càng hoài gì mà giờ bà chói vậy đó. Bởi em nghe mới buồn đó. Mà ở xóm hiện nay cũng biết chân, đâu phải là em nói thêm nó bớt gì cho ổng đâu, mà giờ nó lên đó chói, nó không có đánh gì nữa. Tức là ở xóm của chị, ai cũng biết là người chồng của chị là dùng tay dùng chân với mấy đứa con chị hả? Dạ. Rồi lúc đầu ổng đánh mấy nhỏ, ổng la dữ lắm, ổng la giống như vợ chồng cậu lộn vậy đó. Toàn là chỗ chân chữ thề không à. Ừ. Cái em nói trời ơi anh dạy con gì đâu mà người ta không hiểu, người ta nói chắc em làm gì anh mấy chữ dữ gì đó. Dạy thì đem nó vô trong nhà rồi bắt nó cúi đánh rồi nói nhỏ to cho nó nghe chứ sao mà anh chứ thề dữ vậy. Cái ổng quay qua ổng chửi em luôn. Rồi thời gian sau này nè, ổng ở sớm gì người ta nói quá trời luôn á, rồi ổng đánh mấy nhỏ, ổng bắt vô cho ổng đánh nhưng mà đánh không có cho khóc đâu. Đánh mà còn không cho mấy đứa dạ. Khóc nữa. Cái cây bằng cây tre bằng ngón tay nè, mà anh biết mà ổng dùng 2 cây ổng mới đánh, với 1 cây không chịu luôn đó. Một cây ổng đánh không có đả tay, ổng dùng 2 cây luôn. Em nói trời trời, ông đánh kiểu này chắc nó chết chứ sống nổi trời. Mà bây giờ lên xong rồi ông chói rồi đẻo vậy. Không cho khóc còn hơn là chào thắng vui gì. Đánh không cho khóc. Còn đâu phải của ổng đâu, bởi vì...
mỗi lần mà ông chặt cây ông để mấy dách ông chuẩn bị là em sợ lần rồi đó. Em thèm giữ mấy nhỏ dữ lắm luôn, nhưng mà đâu có giữ hoài được đâu. Cái này em hỏi thiệt chị nha, khi mà chị dọn đồ đi theo cái người đàn ông này nè, mẹ ruột chị có ngăn cản không chị? Có chứ, hồi đó gia đình em cũng cản, nhưng mà em nói tại thấy ông tốt với dưới một con. Cũng có một điều là hồi gia đình em có cản thì cản thiệt, nhưng mà ổng qua đây ổng tốt lắm. Gia đình em ai cũng mến ổng trơn á. Ai cũng nói trong lòng, nói sao mà như không có nói trước mặt ổng nha. Nói sao mà không lẽ nó bắt nợ mẹ con mày, sao mà nó nhảy vô nó nuôi mấy đứa nhỏ phụ mày vậy. Gia đình em nói vậy đó. Rồi em nói cũng không biết nữa, giờ tại thấy ổng về đây thì ổng tốt vậy, không biết thay sao này có thay đổi không đâu biết được đâu. Ở bên đây nói chung là ai cũng ngưỡng mộ ổng hết á. Ai cũng thương ổng lắm. Là những ngày đầu hả chị ha? Dạ, hồi lúc mấy tháng đầu á. Chàng ơi, đội một cái lớp dạ, bởi vì làm tạo. Luôn đó, làm nguyên gia đình em làm luôn đó, đâu phải mình em đâu. Ông về bên đây ông ẩm con thay mấy đứa nhỏ, ông đút cơm hết rồi ông chịu, nó đòi gì em cũng chịu hết. Em thấy vậy em mới ưng nè, ổng nói chứ đâu phải là em gì coi người đàn ông mà em để con mình khổ như vậy. Mà giờ lỡ vô cuộc rồi giờ biết sao giờ. Giờ mình thôi, người ngoài người ta đâu hiểu đâu, người ta nói con này sống làm sao nó mới nhiều chồng vậy. Đúng rồi. Rồi em mới gán chịu đựng, rồi gán viết, rồi chịu hết nổi, rồi bồng con ra đi thôi. Nhưng mà chị cho em hỏi thăm nè, chị cũng đã nhiều lần gian dở, chị cũng đã biết rõ và hiểu rõ cái người đàn ông đến với mình với mục đích gì rồi. Nhưng mà tại sao cái lúc này chị lại không suy nghĩ kỹ lại chị? Thì em cũng có suy nghĩ mà tại ông đóng kịch, ông đóng phim giỏi quá, em đâu nghĩ được chứ. Chị không ngờ ha. Em đâu ngờ trước được đâu. Cái màn kịch của ông đóng hay quá mà. Tới chuyện về bển rồi ông mới thay đổi, chứ hồi lúc ở bên này ông đâu thay đổi đâu. Vừa về tới là bắt đầu là muốn thay đổi liền về, rồi. Về bển đâu là được chừng đâu 2-3 tháng vậy đó. Em về hồi lúc tháng 9 mình là tới đâu chưa tới Tết là thay đổi rồi đó. Mà lúc đó chị bán nhà chưa? Dạ lúc đó bán rồi. Về khoảng bao lâu là chị bán? Em và ông đám cưới khoảng chừng đâu chừng tháng là em bán rồi. Chàng ơi chàng. Đám cưới bên này xong rồi em mới bán nhà về bển. Ổng hôm bữa tại vì em bức xúc, ổng lên ổng kể em bức xúc quá trời, em không có trả lời hết cái câu nói của ổng đưa ra. Chứ bữa ông nói là ổng chính miệng ổng không có kêu em bán nhà thiệt. Nhưng mà lúc đó nó ổng về bên bển á, tại vì ổng về bên bển còn vườn mai bển á. Ổng về bên bển cái ngày nào ổng cũng điện qua ổng nói là nếu như mà em thương tôi á thì em về đây em sống đi. Chứ đi tới đi lui tôi không làm ăn gì được. Chứ cái là bây giờ mình làm gì cũng phải cần vốn hết, chứ không có vốn không làm gì được hết á. Ổng cứ nói vậy hoài đó là anh suy nghĩ là sao vậy, không nhưng có hiểu. Nhưng mà không? Mở lời. Dạ, còn nhưng mà chính miệng kêu, ổng kêu bán là không có kêu. Người ta đã tính tới cái đường đó rồi. Dạ. Chị bởi vì em thua ổng cái đó đó, ổng nói là không kêu bán, nhưng mà... Tức là không kêu chị bán dạ. Nói là làm ăn phải có tiền. Nó ngày nào cũng điện qua khóc trơn á. Nói là ổng nhậu xong gì bển cái ổng nhậu rồi ổng nhớ. Chị ơi, thì hôm bữa những chị với ảnh á, cái cuộc trò chuyện á hôm nay nè, có cái phước mắc nào mà ảnh nói chưa đúng á, chị có thể chia sẻ một đoạn cho em và quý vị cho biết rõ hơn hôm bữa ảnh nói có đúng không, như thế nào? Tại hôm đó ổng kể lên rồi em nghe vợ chồng mà ổng tính toán chi ly vậy, em bức xúc em khóc không, em không có trả lời hết cái lời nói của ổng. Chứ ổng nói những cái lời đó có cái là ba cái tiền là nó hơi khúc mắc xíu thôi, chứ những cái lời ổng đưa ra là không có đúng sự thật. Ổng chỉ dành thằng phải cho mình, ổng chỉ nói là trên này dẫn cho khán giả thì biết là người ổng đúng thôi. Chứ ổng tính toán với em từ đồng từ cắt dữ lắm. Thí dụ ổng đưa đi mua đồ phải không, về còn dư 5-10 ngàn ổng cũng lấy lại nữa. Rồi mẹ coi em đâu có tiền đâu mà xài. Rồi lúc đó hồi năm trước em đi thì có lấy 100 triệu thiệt, nhưng mà từ lúc đó tới giờ á là ổng cắt đứt luôn, ổng đâu có cho tiền bạc gì. Rồi em mới sử dụng số tiền đó để lo cho mấy đứa nhỏ. Ổng đuổi xuống nhà dưới đó, em phải lo cho mấy đứa nhỏ từ ăn uống đi học hành. Rồi về nuôi mẹ bệnh này kia nọ đi tới lui, ổng đâu có cho tiền đâu. Rồi nói chung là mỗi lần nhớ tới cái chuyện của ổng, ổng đối xử với mẹ con em thiệt em buồn dữ lắm luôn. Nói chung là những cái chi tiêu hàng ngày là ổng đều ghi chép lại hết hay sao chị? Ổng không, ổng ghi chép một phần nào đó thôi, còn một phần là ổng nhớ trong đầu ổng. Chàng ơi chàng. Cấp mà ở chung với chị thì ảnh có ghi chép không chị? Cấp mà hai vợ chồng còn ở chung không? Dạ không, có nhưng là cái ghi chép là ba cái tiền em đem về đó, ổng làm cái gì ổng ghi ra đó đó. Còn mà
cái không có ghi chép là ông nhớ trong đầu ông hỏi lại là đúng hết trơn à. Như là ông đưa tiền ông làm gì, ông đưa tiền cho mình làm gì, ông chị hỏi lại ơi, vợ con mà tính kiểu đó ai đâu mà sống nổi. Ai cái thằng này đợt nó còn ở bển nè, nó bệnh sốt mấy ngày luôn á, mà bệnh sốt mà nó ngồi không nổi luôn, mà ông bắt nó ăn cơm nó ăn đâu có nổi, mà người ta nói sốt ăn cơm nó lâu hết lắm không tiêu nữa. Xin ổng 3.500 đi mua bịch cháo, nội nó bán ra bán tạp quá chứ mới xong đó, đi xuống mua bịch cháo mà ông chữ ông nói đụng má cho ăn cơm cũng được, sao phải ăn cháo cho tốn tiền nữa. Chê người chê cỡ vậy luôn đó, mà giờ nói cái gì em cũng chối hết trơn. Chung là mấy đứa con em suốt ngày không có ngoài cơm, chỉ ngày hai bữa cơm thôi, ngoài cái không có cái gì nữa hết trơn. Cái này em hỏi thiệt chị ha, tiền á như vậy á là chị là xin ổng hay là tự ổng đưa? Xin không chứ có đợi chờ đời nào ổng đưa đâu. Rồi bữa nào mà ổng đi mặn ha, bây giờ lúc gần đây nè, mấy đứa nhỏ đi hết vậy đó, chỉ còn nhỏ này thì em cũng lo. Em thấy nó còn có mình nó ở lại, thấy nó ăn cơm ở dưới một mình thấy tủi quá. Nó ngồi nó bới chén cơm nó ngồi mình ăn, nó ăn mình đó. Mẹ con ở chung nhà mà thấy nó ăn riêng như vậy thấy tủi quá hả. Có nói với ổng là cho nó ăn chung nhưng mà ổng cũng nói ừ vậy thôi, chứ ổng mặt lớn mặt nhỏ rồi. Chị ơi, thôi. Là con gái của chị phải ngồi chỗ khác để ăn hả chị? Thì hồi năm trước em nói về mấy tháng là ổng trở mặt đó, thì em nuôi hết 3 đứa nè. Em đợt đó em đi lấy được 100 chị rồi về ổng em lo hết 3 đứa đó. Ăn học và đi tới lui là em dùng số tiền đó đó. Rồi sau này đi hết 2 đứa, còn một mình nhỏ này ở lại nè. Cái thằng nhỏ đó đó, không phải thấy nó vậy mà ấy, mới gửi nó ở bên cậu nó, nay được 3 tháng mấy nó mới được lên ký gì đó. Chứ hồi lúc em đem nó về nó có 14 ký hả. Tại bển em lo không có đầy đủ cho nó bển nó ăn thiếu thốn á. Cái hôm bữa em thấy mấy mẹ con lo bộ á, dạ. Mà em nhìn em xót dữ lắm, xót luôn. Em nghĩ rằng nếu mà một người phụ nữ mà dẫn theo con mình đi bộ như vậy á, chắc cũng đã vào đường cùng rồi. Hết cái chỗ để mà đi rồi mới làm đến cái việc này. Chứ người mẹ lúc nào cũng muốn con mình có những điều tốt đẹp nhất, chứ không có chịu cơ cực như vậy đâu. Ổng với em vào đường cùng mấy lần rồi chứ đâu phải một hai lần đó. Là mấy lần dòng chị vào đường cùng rồi hả? Ổng cắt đứt lương thực mẹ con em không có lương sống luôn. Chàng thôi. Tết mà ổng chỉ đi chợ ổng mua đâu chừng 2-3 cái thịt gì với ít trái cây gì cúng rồi không cho em được ngàn nào để bỏ túi hết trơn. Nhưng mà sao chị không đi làm công ty hay là làm một cái gì đó để mà mình có đồng ra đồng vô á chị? Em cũng muốn đi làm lắm chứ mà mắc đứa nhỏ đó đó. Từ là... hồi xanh nó tới giờ chỉ ôm nó không có làm gì ra tiền nữa đâu. Là chị về nhà ổng là mới đây thôi ha. Em về hôm nay nó 3 năm mà. 3 năm mà con thì gái vậy... đó chắc cũng mới 3 tuổi thôi. Được 2 tuổi rồi. 2 tuổi nha chị ha. Dạ. Về là mấy tháng sau là có bầu nó, không biết được 3 năm không biết. Em về là tháng 9 là Tết là em có bầu nó đó. Em hỏi thiệt chị nha, người chồng đầu tiên của chị á, có đối xử với chị tệ bạc như gì không chị? Dạ cũng tệ lắm. Ông đi nhậu thì ông kiếm chuyện đánh em hoài. Nữa hả? Đi ra mỗi lần đi về bà nội nó, ông với bà kêu trời hoài. Nhưng mà ông nội với bà nội nó cũng không có quyền khuyên hoài mà cũng không được. Ông cha của mấy cái này nè cũng đánh em giữa đường giữa xá nè. Đánh ở nhà đánh rồi đi ra đi giữa đường nói chuyện qua lại cũng đánh rồi ghét rồi em chị không nổi em mới thôi đó chứ. À, người chồng đầu tiên cũng như vậy luôn hả chị? Dạ. Chàng ơi số phận của chị sao nó long đong quá. Đâu có ai muốn mình mà phải nhiều đời chồng với lại lên đên như thế này đâu. Dạ. Em cũng muốn một kè một cọc để sống hạnh phúc với bao nhiêu gia đình khác lắm chứ. Con gái, con cho chú hỏi ba ruột của con á, con có nhớ ba ruột con không? Dạ có nhớ. Nhớ con? Dạ. Là con với em là biết. Hai chị em ruột. Như vậy là chị dự định là không có chồng nữa, mà nhưng mà tại gặp cái ông sau này cho nên là ổng nói những cái lý do cho nên chị mới ưng ảnh hay sao? Dạ. Ông nói ông kể hoàn cảnh của ổng là có vợ 10 năm rồi mà không có con, ổng ham con dữ lắm. Rồi ổng nói là ổng thương mẹ sẽ bế con, ổng coi mấy đứa này như con ruột của ổng, ổng không có đối xử bạc đãi đâu mà sợ. Ổng thương con nít lắm. Khi em nhìn vào những cái tấm hình kỷ niệm của chị với ổng á, em nghĩ rằng cứ ngỡ rằng đó là một cái sự hạnh phúc thôi.
Nhưng mà không ngờ đằng sau đó thì đầy những cái câu chuyện hay chị ha. Dạ chồng ngủ chung mộng thiệt, nhưng mà một tháng khóc hết hai mấy ngày rồi. Một kể từ khi mà chị bước đến người chồng này thì một tháng là chị khóc hết hai mươi mấy ngày. Chắc được đâu hai ba tháng đầu thì không có khóc. Chàng ơi chàng, đau lòng. Chị cho em hỏi thăm nè, thì cái số phận của mình đó chị, nó long đong như vậy á. Rồi giống như là hồi đó tới giờ mình chưa có cặp một bến nào gọi là được bình yên á chị. Chị cho em hỏi thăm á, chị nhìn cái cảnh mà vợ chồng con cái người ta xum dày á, rồi người ta thương yêu chiều chuộng con cái, rồi chiều chuộng vợ người ta, lúc đó là cảm giác của chị như thế nào chị? Lúc đó em buồn lắm chứ. Nhiều khi suy nghĩ tới là ngồi tự khóc mình luôn mà. Chị có trách ông trời không? Trách thì cũng có trách, nhưng mà em nghĩ chắc là trước mình mắc nợ mấy người này. Chị nghĩ là do kiếp trước chị mắc nợ những người này hả? Chàng ơi chàng. À, lễ lọc hay hoặc là ngày của phụ nữ này kia nọ, nhưng mà em chỉ mơ ước là ngày đó không có tặng quà gì cũng được hết, miễn sao về nấu cho vợ một nồi cơm hay hoặc là ngồi ăn chung mâm vui vẻ là cũng đủ lắm rồi, chứ không có cần tới tặng quà đâu. Anh có khi nào nấu cơm cho chị chưa? Cũng có đó, nhưng mà bắt đắc dĩ dữ lắm. Có là lúc hồi sanh đứa bé đó, nấu đâu được chẳng chừng 10 ngày. Nhưng mà chỉ xuống là nấu miếng đồ ăn thôi, còn cơm nước nhà cửa con này làm hết, con bé này làm hết. Ông chỉ xuống là đứng nấu miếng đồ ăn thôi mà. Dạ thì cho em hỏi nhé, chị hồi sớm nói là cho mấy đứa này nè, mấy đứa con của chị là ăn cơm riêng, là về sống chung rồi đó với mấy đứa con của chị nè, bao lâu ảnh mới tách ra cho ăn riêng chứ không cho ăn chung? Đi về rồi về sống rồi ở đâu được khoảng chừng đâu nửa năm á, rồi cái gây lộn hoài, cứ con mày con tao hoài hả. Rồi em thấy em chịu không nổi, là tới cái lúc mà em đi là hồi năm trước đó, tới lúc đó là đi xong rồi mới có tiền để lo cho mấy cái này đó, lúc đó là đỉnh thôi luôn. Rồi em quay trở về em hỏi ông còn nhiêu tiền đưa, ông nói là còn được nhiêu đó, đó là ông đưa. Rồi cái ông nó đi cái em mới đi nữa, đi về bên này ở đâu mấy ngày ông năn nỉ qua ông rước về. Rồi về cứ đi là ông hoài luôn, cứ con mẹ con tao hoài. Hồi lúc đầu năn nỉ thì cũng nói là ổng sẽ bỏ, ổng không có tái lại cái chuyện xưa nữa, nhưng mà ổng nói ổng đâu có làm được đâu. Rồi cái giết em chị không nổi, em mới lấy số tiền đó để nuôi mấy đứa nhỏ. Chứ em mà mắc con bé đó đâu có làm gì ra tiền đâu. Em cũng muốn đi làm lắm chứ, nhưng mà mắc nó giờ sao đi làm được đây. Chị cho em hỏi thăm anh nè, chị biết rằng á là con của mình á thì mình thương, là đi đâu mình cũng đem theo. Nhưng mà trong khi đó là người con gái này cũng vẫn là con của ổng. Khi mà chị đã lấy đi người con của ổng đi rồi á, thì chị có nghĩ rằng tội nghiệp cho ổng không chị? Em nghĩ điều đó chứ. Em nghĩ điều đó em mới đợt trước em mới quay về đó. Tại vì hồi đó em hứa em lấy ổng em sẽ sanh cho ổng một đứa con. Thì em sẽ, cái lời hứa của em sẽ làm hiện thật, chứ em đã làm sự thật cho ổng đó. Em hứa là em làm. Nhưng mà tới chừng mà sanh con ra rồi thì lúc đó ổng có con rồi, ổng không cần mấy đứa này nữa. Rồi ổng đánh, ổng đập, rồi ổng chua đuổi mấy đứa này đi từ từ hết đó. Rồi lúc mấy đứa nhỏ này đi nè, em khóc biết nhiêu nó, nhưng mà ổng đâu có nghĩ là cảm giác của em lúc đó mất con như thế nào đâu. Em điện thăm mấy đứa nhỏ nhưng mà có ổng ở nhà cũng không điện được nữa. Ổng đi qua đi lại mặt lớn mặt nhỏ rồi, chừng nào ổng đi mần em mới dám điện cho mấy nhỏ thôi. Nhưng theo như em nghĩ bây giờ thì cái người đàn ông này nè, chắc cũng đã cảm nhận được cái cảm giác mà không có con mình ở bên cạnh. Em biết chứ. Hổm em quyết định là thôi ổng luôn đó, nhưng mà em vẫn để Zalo cho ổng, mẹ cha con gặp mặt hàng ngày đó. Tuy mặc dầu vợ chồng thôi, nhưng mà giờ ổng muốn điện đứa nhỏ, ổng điện lúc nào cũng được. Nhưng mà tại ổng không biết suy nghĩ, ổng điện, mỗi lần ổng điện gặp đứa nhỏ xong là ổng chửi em cù bơ bớt hả. Rồi bởi vậy rồi em mới chặn Zalo, hôm nay ổng không gặp được đứa nhỏ nữa. Có nghĩa là chị chừa cái đường cho ảnh gặp mặt con ảnh, nói chuyện với con ảnh, đặng thăm con ảnh ha. Nhưng mà do ảnh cứ lợi dụng một cái sơ hở đó để mà la mắng chị hoài.
Dạ. Anh chửi, ông chửi mỗi lần gặp đứa nhỏ xong là ông chửi không còn gì hết trơn. Nhưng mà em đâu có làm gì sai với ông đâu. Tại vì ai mà giờ mẹ coi em phải đi ở đậu nhờ anh vậy. Đi lang thang như vậy. Dạ. Hồi trước cũng vậy, rồi ông lúc mấy đứa nhỏ này đi, ông có biết cảm nhận là em mất con như thế nào không? Nhưng mà ông đâu có suy nghĩ điều đó đâu. Ông cứ tối ngày mấy đứa này đi, hồi có nó ở nhà thì ông kiếm chuyện đánh nó. Còn nó đi xong thì ông kiếm chuyện đánh em. Vậy ông có biết suy nghĩ không? Dạ. Thì chị ơi, mà không có khi nào mà anh điện hỏi chị giờ đang ở đâu rồi chị? Không, từ bữa đi giờ không có hỏi câu đó. Có điện nhưng mà không hỏi nha. Dạ. Ông hỏi câu đó mà ông chỉ điện là chữ không mà. Dạ. Chị cho em hỏi thăm nè. Chị thì đã có con riêng, ba người con rồi. Là mấy đến với ổng. Nhưng mà cái lúc đến thì chị có nghĩ rằng là sau này nó sẽ xảy ra cái sự cố là con chung con riêng không chị? Em cũng có nghĩ điều đó luôn nữa. Nhưng mà tại vì ổng đóng kịch hay quá, em không có ngờ được. Ừ. Giống như là ổng coi con của chị là lúc đầu là giống như là con của ổng luôn. Y chang như con ruột vậy đó. Mấy đứa nhỏ nó đòi ăn đòi uống ha, nó làm gì ổng không la không gì chứ ổng chiều nó không à. Rồi em thấy ổng thương con mình vậy em mới ưng ổng. Chứ... cái thời gian mà anh diễn cái vai diễn này á chị là khoảng bao lâu chị? Từ lúc ổng đi qua bên đây rồi là làm đám với em xong rồi tới về bển được mấy tháng đó. Cái lúc mà anh diễn kìa, có nghĩa là anh ngày đầu tiên anh đến với chị á, bắt đầu ảnh diễn cái vai giống như là một người cha chấp nhận con riêng của vợ là khoảng bao lâu chị mới chấp nhận ổng chị? Lúc đó nói chung em với ổng quen cũng lâu, cũng nhanh chứ không có lâu nữa, khoảng chừng 2 tháng à. Mới chỉ 2 tháng thôi? Dạ. Là chị đã tin tưởng rồi. Thấy ổng diễn hay quá à. Gia đình em cũng làm ổng luôn đó. Cả mẹ em rồi tới gia đình em từ lớn nhỏ ai cũng làm hết trơn. Ừ. Thật sự là nếu như mà bây giờ cho chị về quê, dẫn con về quê á, chị dám dẫn không chị? Em giờ em về quê em ngại lắm, em không dám về. Ừ. Dạ, tại mình tin làm người, giờ mình về đó biết rằng người thân em không có bỏ em rồi đó. Nhưng mà chẳng thà em đi lang thang chứ em không muốn về quê đâu. Em nghĩ nếu mà chị cùng với con chị về quê chắc bà con hàng xóm dị nghị nhiều nhất. Dạ. Tại vì hồi đó mà mẹ con sống hạnh phúc với nhau, có nhà cửa đàng hoàng mà giờ phải như vậy ai cũng nói rồi. Ừ. Những người vô bình luận trên cái clip, mấy clip trước em cũng không trách. Tại vì em ngu thiệt mà. Dạ. Em có đọc bình luận em biết chứ. Chị có đọc bình luận của khán giả ha. Dạ. Ừ. Tại vì thời buổi bây giờ á chị, một người phụ nữ mà đã từng trải rồi á thì họ rất là cẩn thận trước khi mà tin vào cái lời của một người đàn ông. Dạ. Dạ. Thường thường á họ đến với những người phụ nữ mà có vợ, có con rồi á, hoặc là có chồng rồi á, thì họ nhắm vào một cái mục đích gì riêng đó thôi. Chứ còn về tình yêu thì cái đó em nghĩ chỉ có trong chuyện cổ tích thôi chị ơi. Tại hồi lúc đầu ổng diễn hay, với lại em nghĩ ổng không có con riêng á, rồi không có xảy ra cái vụ mà con mày con tao được. Ừ. Còn chỉ có con em thôi, không có con của ổng. Mẹ, con nó ngủ rồi mẹ ơi. Đi vô đi con. Ừ. Nhưng mà cái suy nghĩ tốt của em cũng không có vượt qua được, cũng bị ổng thay đổi nhanh quá. Ừ. Là chị sẵn sàng đánh đổi nhà cửa, tất cả những gì mình có. Dạ. Đem về đặng cho vợ với chồng cùng chung sống. Rồi chị sẵn sàng sanh cho ảnh một đứa con. Dạ. Nhưng mà không ngờ ảnh lại lợi dụng vào mình. Nhưng mà chị lại không hề hay biết luôn. Em chỉ nghĩ là mình đem chút tài sản nó về đặng cho ổng có niềm tin, rồi ổng làm té ra cái đồng lời để ổng nuôi mấy đứa nhỏ. Dạ. Chứ không, ngoài ra em không có mà suy nghĩ là ổng lấy tiền đó của em hay gì hết trơn á. Coi như chị tưởng rằng đây là cái bến đổ cuối cùng trong cuộc đời của chị ha. Đúng rồi đó, lúc đó là em hy vọng nhiều lắm luôn á. Em hy vọng là lần này mình không có phải đổ vỡ nữa. Lúc nào cũng hy vọng về ổng hết á. Rồi tới chừng mà ổng thay đổi nó em cũng có nói nhiều lần lắm, nhưng mà ổng không có, ổng chỉ hứa thôi à.
ổng làm, ổng mỗi lần mà ổng làm gì sai là em nói ổng chỉ hứa thôi nhưng mà không có làm được. Dạ. Rồi thành ra bây giờ biết rồi, giờ lời nói của ổng không có còn giá trị với em nữa. Giờ em coi như ổng nói là coi như đồ nói đùa chứ em không có tin tưởng nữa. Coi như là chị đã nhiều lần với chị rồi. Dạ. Cho nên lần này là lần quyết định cuối cùng. Dạ. Là mấy mẹ con mới quyết tâm là bỏ đi. À, mặc dù đói nhịn đói nhịn khác. Dạ. Vẫn lang thang để mà chạy khỏi cái nơi đó hay chị ha. Em nói giờ em có đi xin cho mấy nhỏ ăn em cũng chấp nhận đó. Còn tiền bạc ổng trả em không trả thôi. Chứ đừng nói mà mở miệng ra. Vì sao tiền của em đem về mà giờ cũng lấy cái tiền đó rồi. Con của em đẻ ra mà lấy cái tiền đó đổi đánh đổi lại với em. Đúng rồi. Phải chi mà ổng nói ừ bây giờ bà bây giờ tôi với bà không ở được nữa thì thôi tôi cho bà một ít tiền để bà nuôi mấy đứa kia. Thì cái đó là còn dễ nghe hơn. Ừ. Còn cái này tiền đó của em mà không trả lại mà còn đòi đánh đổi con em nữa. Giống như là họ đang cầm một cái cán. Dạ. Còn chị cầm cái lưỡi. Mà em thấy ai vô lý gì luôn á. Đánh đổi gì kỳ vậy? Ừ. Tại vì tất cả mọi loại giấy tờ đều là ảnh đứng hết trơn hả chị? Dạ. Không đứng tên hết trơn. Chàng ơi, chàng chị đặt trọn quá nhiều niềm tin vào. Anh nói cuộc đời của em hồi đó là chưa có lần nào sai giống như lần này luôn á. Ừ. Lần này em biết lần này em quên được luôn á. Mà giờ em gắng tập trung để em lo cho mấy đứa này. Chứ nếu như mà em ngã gục không ai lo cho nó. Nhưng mà năm nay chị bao nhiêu rồi? Năm nay em 45 tuổi rồi. Thưa chị. Dạ. Thì ngày hôm nay á, mấy anh em của em một lần nữa ghé thăm để hỏi thăm về cái đời sống của gia đình. À, coi hôm nay như thế nào rồi. Dạ. Thì nhân dịp trong ngày hôm nay á, mấy anh em cũng có nhận một cái duyên đến từ một quý mạnh thường quân. Đó chính là anh Tâm. Anh Tâm có nhờ em á, trao đến cho gia đình mình là 2 triệu đồng. Dạ. Thì bây giờ em xin gửi cho gia đình mình nha. Dạ, đây em xin gửi cho chị ạ. Dạ, em cảm ơn anh Tâm nhiều lắm ạ. Chúc anh Tâm nhiều sức khỏe. Dạ. Ừ, con gái có lời gì muốn nói không con? Dạ, con cảm ơn chú Tâm nhiều lắm. Ừ. Em cảm ơn mấy anh quay tư YouTube đây. Có mấy anh mà em mới mẹ coi mới được có ít tiền để sống qua ngày. Và trước giờ em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Có nhiều sức khỏe. Dạ. Thưa quý khán giả, thưa quý vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Thì hoàn cảnh của năm mẹ con thật sự là đã đi vào cái con đường cùng rồi thưa quý vị khán giả. Ngôn chỉ xin được một cái nền đất để mà cất nhà thôi. Nhưng mà thật sự là hổm gài mấy anh em kêu gọi chưa có đủ cái kinh phí để mà cất nên cái ngôi nhà cho năm mẹ con sinh sống. Điều đó thì thật sự là Ngôn cùng với những người anh em cũng thấy áy náy trong lòng. Có nghĩa Ngôn nghĩ đó là do duyên của mỗi một quý vị thôi. Thì Ngôn nguyện cầu mong sao á, cho sau cái video ngày hôm nay, hoàn cảnh của năm mẹ con sẽ được quý vị khán giả thương nhiều hơn nữa và chia sẻ nhiều hơn nữa để cho video ngày hôm nay được lan tỏa rộng rãi và đến được với nhiều quý mạnh thường quân trong và ngoài nước hơn, để những năm mẹ con sẽ nhận được thêm khoảng chừng 15 triệu nữa thì mấy anh em có thể là tiến hành cất ngôi nhà. Dạ, thì chị có lời gì muốn nhắn gửi đến quý vị khán giả không chị? Dạ. Em cũng mong mà các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước có lòng hảo tâm giúp đỡ cho mẹ con em có căn nhà đủ che nắng che mưa được rồi. Em không cần gì tốt hơn đâu. Dạ. Tại vì giờ mẹ con em nay tới 4 đứa con mà ở đầu buôn nhà hoài em cũng thấy ngại. Mà cái vợ chồng anh mạnh thường quân á, thì ảnh thương thì thương đó nhưng mà ở lâu em ngại lắm. Em yêu cầu là chỉ có một căn nhà nhỏ nhỏ cho mẹ con em sống qua ngày được rồi. Đúng rồi. Thà là mình ở trong một cái chòi. Dạ. Nhưng mà nó vẫn dễ dàng hơn. Dạ. Là mình sống có một người lạ ha chị ha. Dạ. Thà là trong gia đình thì nó dễ ha. Dạ. Ừ. Con gái có ước mong gì không? Dạ là con muốn có tiền rồi cất nhà ở thôi chứ con không mong muốn gì thêm nữa. Ừ. Dạ rồi. Thưa vị khán giả, thì đó là những lời tâm sự của gia đình năm mẹ con đi bộ. Dạ, đến đây thì mấy anh em của Ngôn xin phép được kết thúc video. Và một lần nữa cho Ngôn nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày.